thoải mái luôn. Má làm gì mày? Làm ăn cũng được quá ha. Cô trả tiền cho ba con lại. Trả đây. Tụi mày trả tiền cho tao không? Hả? Tao không thích trả. Con bé nó đang tuổi ăn tuổi học mà dạy nó đi làm lừa đảo người khác, không biết mốt lớn lên nó làm gì nữa. Nên nhớ sống cho tử tế vào. Muốn lấy số má thì về gặp má mà xin số. Còn đây không phải là đất của mày. Chú ơi, chú mua bánh ít con đi chú. Ờ, chú mua. Dạ. Coi cô mua bánh ít giùm con đi cô. Mua con. Dạ, con ăn con. Chú, mua giùm con bánh ít đi chú. Mua rồi. Dạ. Đi con. Không biết chạy gì nữa chứ, kể đi. Con. Dạ, không sao hết. Thôi đừng khóc nữa, cô cho nè. Dạ, con cảm ơn cô. Nè, cho nè. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cái đồ. Con. Dạ không sao hết đó chú. Thôi chú con chút. Cái con nè. Dạ con cảm ơn chú. Con thẳng chiến với con. Dạ con không sao hết đó. Dạ con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Sáng là ba cho con đi học chiều quốc tế luôn. Học bót, học bét gì đó. Mà, học bát hả? À đúng rồi, trường học bát á. Cái trường đó là chỉ dành cho những người mà siêu phàm. Chứ về mà gọi đó là đứng đây lĩnh á. Đứng với ba nè. Trước mắt bạn sẽ tạm ứng cho con 2.000 để ăn bánh. Ba hứa là cái tiền này là ba chỉ cho tài khoản của con nha. Con yên tâm, ba để với tài khoản con mà. Dạ. Yeah, coi. Yeah. Tối nay ba hứa là chúng ta uống nước mía với trà đá thoải mái luôn. Má làm gì mày? Làm ăn cũng được quá ha. Cô trả tiền cho ba con lại. Trả đây. Tụi mày trả tiền cho tao không? Hả? Tao không thích trả. Con bé nó đang tuổi ăn tuổi học mà dạy nó đi làm lừa đảo người khác, không biết mốt lớn lên nó làm cái gì nữa. Cái chuyện gia đình của tao, con cái tao thì liên quan gì tới cái giống tụi mày hả? Đúng rồi, đâu mắc mớ gì tụi tao đâu. Nhưng mà bảo anh bảo an tụi tao thấy chuyện bất bình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mà không hiểu luôn nha, mày làm ba mà dạy con mình đi lừa lọc, thật sự là không đáng làm mặt ba luôn á. Ba mẹ tao còn sống như mày, tao không cần mày là má tao về đời tao.
Không những tụi tao dạy đời mày, mà tụi tao còn dạy mày cách làm người nữa kìa. Má, tụi mày có trả tiền cho tao không? Không. Không trả đừng trách tao nha. Mẹ nó. Mấy con ơi, đừng đánh ba con nữa. Bây giờ mày đã biết Bảo Anh, Bảo An là ai chưa? Dạ, tại em có mắt mày không biết Sơn. Kể từ giờ á, anh đừng dạy con anh làm điều sai trái nữa. Nên nhớ, sống cho tử tế vào. Với lại một chuyện nữa, nếu như mà mày thương con mày, thì mày hãy dừng lại những hành động đó đi. Đừng áp đặt những suy nghĩ xấu xa của người lớn lên một đứa con nít như vậy. Bởi vì con nít không có lỗi, mày biết chưa? Dạ, dạ em biết rồi. Từ nay em sẽ cho con em ăn học đàng hoàng. Em không có cho con em làm mấy cái điều tầm bậy gì nữa đâu. Thế chị bỏ qua cho em nha. Chào tất cả mọi người. Nếu như mà mọi người yêu thích cặp đôi Bảo Anh, Bảo An thì nhớ đón xem tất cả các tập phim của chị Đại Sài Gòn nha. Like, share và subscribe kênh YouTube chị Đại Sài Gòn. Đừng có quên là nhấn cái chuông để có thể luôn theo dõi những tập phim mới nhất của chị Đại nha. Nếu không là biết tay hay chị Đại đó. Nhớ ủng hộ ra bạn thân của tụi tôi. Em vừa lao động ý y và xã hội, mày con có được không? Đi về giùm anh đi. Anh ơi, thật sự là mấy bữa nay em không có việc làm mà anh. Trời ơi, thôi, đừng nói nữa. Mọi người coi này, còn trẻ mặt mày cũng được, ăn mặc cũng lịch sự, giờ mày đi giành gạo của người ta. Thôi đi về cho anh cái đi. Sao cô kỳ quá vậy? Cô giả nghèo, giả khổ đi nhận gạo của người nghèo. Đáng lẽ ra cái phần gạo đó là cho người nghèo, người ta thật sự cần kìa em. Em làm như vậy là em sẽ láng lên án lắm á em. Nè, nhìn kỹ nghe, gương mặt đẹp gái quá trời luôn mà. Ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ như này nè. Người nghèo người ta ăn mặc như thế này, còn em ăn mặc như này mà đi nhận gạo. Mặt mũi nào vậy? Em không biết xấu hổ hả em? Rồi, chú gửi con nha. Rồi. Trời, cái gì nữa đây? Nhìn ăn mặc đàng hoàng, mặt mày cũng xinh vậy mà đi xin giành gạo của người nghèo nữa là sao em? Dạ, em là sinh viên. Sinh viên? Thôi, cái này tôi quen quá rồi. Cứ giả bộ sinh viên rồi cứ đi giành gạo của người nghèo. Thôi đi về giùm anh đi. Đi. Anh ơi, thật sự là em là sinh viên thiệt mà anh. Mấy tháng nay á, tụi em không có đi làm. Thôi, đừng có nói gì ở đây nữa cả. Em còn trẻ, em còn sức lao động để đi làm kiếm sống. Em ngừng lao động ý y và xã hội, vậy coi có được không? Đi về giùm anh đi. Anh ơi, thật sự là mấy bữa nay em không có việc làm mà anh. Trời ơi, thôi, đừng nói nữa. Mọi người coi này, còn trẻ mặt mày cũng được, ăn mặc cũng lịch sự, giờ mày đi giành gạo người ta. Thôi đi về cho anh cái đi. Trời ơi, sao làm vậy, sao coi được em? Ăn mặc đẹp đẽ quá mà. Nè, mọi người coi nè, gương mặt này là gương mặt giả khổ đi nhận gạo của người nghèo nha mọi người. Đó, ăn mặc gì đây nè, đó. Anh ơi, em là sinh viên thiệt đó anh. Trời ơi, cái chuyện này ngày nào tụi tôi cũng thấy hết đó cô ơi. Sao cô kỳ quá vậy? Cô giả nghèo, giả khổ đi nhận gạo của người nghèo. Đáng lẽ ra cái phần gạo đó là cho người nghèo, người ta thật sự cần kìa em. Em làm như vậy là em thiệt láng lên án lắm á em. Nhưng mà em là sinh viên thiệt mà anh. Thế là em cũng đâu biết mọi người là ai đâu. Thì hôm nay nè, anh sẽ up cái clip này nè lên trên mạng thì em sẽ nổi như cồn luôn. Anh bảo đảm với em như vậy luôn á. Nè, nhìn kỹ nha, gương mặt đẹp gái quá trời luôn mà. Ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ như này nè. Người nghèo người ta ăn mặc như thế này, còn em ăn mặc như này mà đi nhận gạo. Mặt mũi nào vậy? Em không biết xấu hổ hả em? Kỳ quá em ơi, những cái chuyện như vậy mà em cũng có thể làm được nữa. Đẹp mặt chưa? Mọi người nhìn kỹ nha, nè, đó. Đó. Mọi người nếu mà xem clip này á, nếu mà thấy hay á thì nhớ like, share và subscribe kênh để tôi có động lực làm những cái clip mới hơn, hay hơn nha mọi người. Còn đây là anh Toàn. Anh Toàn hôm nay đã bỏ ra 100 phần quà để tặng cho người nghèo. Tôi thay mặt những người nghèo cảm ơn anh. À có gì đâu anh, một ít lòng thành để cho mọi người qua cái mùa dịch khó khăn này mà. Dạ cảm ơn anh. Rồi. Anh Toàn có thể tháo cái khẩu trang ra để cho mọi người biết tới một cái gương mặt tiêu biểu làm việc từ thiện của anh á. Dạ cảm ơn anh.
Bây giờ xã hội thật giả lẫn lộn hết trơn. Vụ gì vậy? Thì cái vụ mà clip một cô gái đi xin gạo từ thiện đó, bị cư dân mạng chửi quá trời quá đất luôn. Rồi comment sao? Thì có hai luồng ý kiến. Một là ủng hộ, còn một bên là ném đá quá trời luôn. Riêng tao thì tao không biết cô gái này là xấu hay tốt nữa. Chị ấy là người tốt đó hai chị, chứ không phải như clip đâu. Ủa, Mẹ Thủy, em cũng biết chị đó nữa hả? Ừ, chị ấy trong clip tên là Hiền á. Chị ấy ở trong khu nhà trọ nhà em mà. Chị ấy là sinh viên á, sau giờ học chị còn làm shipper với lại phụ việc cho mấy nhà hàng lại quán ăn á. Chị ấy hoàn cảnh nghèo lắm, chứ không phải giống như clip nói đâu. Thiệt, em nói thiệt mà. Mẹ Thủy biết chỗ trọ của chị đó hả? Dạ. Em dẫn tụi chị tới đó nha. Dạ. Ba. Mày hả? Còn coi tao là ba đó hả? Mày khốn nạn gì mà phải thôi nha chứ. Ba, sao ba lại chửi con? Tao chửi mày hả? Tao từ mặt mày luôn á. Mày đừng có giác cái mặt về đây nha. Mày biết hàng xóm chửi tao quá trời không? Mày làm cái chuyện mà hả? Đòi bại vì đi xin xỏ gì của người ta vậy hả? Con đâu có xin gì đâu ba. Đừng có nói nhiều lời nữa. Tao nói mày nghe nha, mày đi được đi luôn nha. Đừng bao giờ quay giác cái mặt về đây cho mày xấu hổ gì chưa? Ba. Ba. Tìm đến đây coi mọi chuyện ra sao. Dạ, thật sự em là sinh viên nghèo thiệt. Quê em ở Long An, em lên đây vừa học vừa làm. Bữa giờ dịch cho nên là em không có đi làm. Em không có tiền về quê nữa, cho nên em ở lại Sài Gòn. Em được bạn em giới thiệu cho cái chỗ phát gạo từ thiện. Em đến đó xin, nhưng mà không ngờ bây giờ ba em gọi điện lên tôi tự mặt em luôn. Chị nói với hai chị rồi, chị Hiền là ở trong khu nhà trọ em. Em biết á, là sau giờ đi học giờ là chị đi gian hàng, xong rồi chị còn bưng bê nữa. Nói chung là ai kêu gì á mà chị ấy làm hết á. Thôi em đừng có khóc nữa. Chuyện của em á hai chị hiểu hết rồi. Mình đâu có sai gì đâu mà mình phải khóc, đúng không nè? Đừng buồn nữa nha. Em cảm ơn hai chị. Được rồi, tụi chị sẽ đứng ra bảo vệ em. Tụi chị sẽ nói cho cộng đồng mạng biết là em không phải là người như vậy. Không sao đâu nha. Đừng khóc nữa. Cảm ơn hai chị. Anh Ngôn, tao nghe nè. Ủa, bộ sáng này mày làm từ thiện hả Toàn? Đúng rồi, tao có 100 phần quà ấy, nên tao đem ra cho từ thiện cho người ta ấy mà. Làm từ thiện thì tốt rồi, tự nhiên mày quay clip mày chà đạp người ta chi vậy? Tại có mấy người người ta giả nghèo quá, người ta tới người ta xin á, nên tao không có cho. Giả đâu mà giả, người ta là nghèo thiệt đó. Ủa, vậy hả? Sao mày biết? Thì trên trang Facebook chị Đại Sài Gòn đó, tao thấy người ta đến nơi, người ta điều tra, người ta xác minh hoàn cảnh của cô ấy. Cô ấy là nghèo thiệt đó. Đâu, mày lên trang chị Đại Sài Gòn mày coi thử coi làm sao. Rồi rồi, vậy để tao lên con liền. Ủa, vậy người ta khổ thật, mình trách lầm người ta ta. À,
Cô Hiền, hôm nay tôi hẹn cô ra đây á, thì trước thì tôi cũng để xin lỗi cô Hiền. Tại vì thời gian vừa qua trong quá trình tôi làm việc thì tôi không nắm rõ thông tin nên gây ra những cái sự hiểu lầm cho cô với giữa cộng đồng mạng với nhau. Thì thật sự thì tôi cũng không có cố tình như vậy đâu, nhưng mà tôi cũng đã nhận ra được cái sai của mình, thì cũng bị cộng đồng mạng chửi nhiều quá, với lại công việc của tôi cũng đi xuống, thì có gì mong cô Hiền thông cảm bỏ qua cho tôi. Dạ, thật sự là khi biết cái chuyện đó em cũng sốc lắm. Nhưng mà chuyện đó qua rồi, em cũng cảm ơn anh. Không nhờ hôm xảy ra cái chuyện đó thì em cũng không được mọi người giúp đỡ nhiều như vậy. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có biết rằng á, của cho không bằng cách cho không? Nếu như mọi người nhận tham lam thì trời sẽ tự trừng phạt họ. Anh không có quyền tự cho phép bản thân của mình bôi nhọ và đánh giá người khác. Làm từ thiện thì phải xuất phát từ cái tâm, chứ không phải chà đạp người khác để bi ai cho hoạt động nhân đạo của mình. Anh biết không? Thì tôi cũng đã nhận ra được cái sai của mình. Thì hôm nay thì tôi tới trước cũng xin lỗi, sau thì tôi cũng xin gửi cô Hiền 10 triệu đồng, thì coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Hiền. Mà mong có gì cô Hiền và cộng đồng mạng bỏ qua cho tôi. Dạ, cái này em xin gửi lại. Bữa giờ em cũng nhận đủ rồi anh. Em xin gửi lại để anh gửi cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Thật sự là em biết anh cũng không phải là cố ý. Anh là một người rất là tốt, nhưng mà chắc là do hiểu lầm. Bây giờ thì khúc mắc cũng gỡ rồi. Em không sao hết. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin gửi lại anh ạ. Tôi cảm ơn cô. Mọi người ơi, anh Toàn là người đã làm từ thiện và đòi thả chó ra đó. Mọi người có nhớ không? Hôm nay đã chính thức xin lỗi cái cô gái này, cô gái mà tôi đã đăng cái clip đó. Thì mọi người nếu mà xem thấy hay á, thì nhớ like, share và subscribe kênh của tôi để có cái động lực làm ra nhiều clip hay hơn nha. Cảm ơn mọi người. Anh thôi đi. Anh bỏ mấy cái trò mà theo dõi đình đập người khác, rồi đăng mấy cái clip mà không xác định lên mạng. Anh làm tổn thương người ta, rồi gây hiểu lầm cho cộng đồng mạng đó, anh biết không? Thì nhờ cái clip của anh mọi người mới biết tới cổ chứ bộ. Đúng không? Tôi nói đúng không? Vậy chứ tôi hỏi anh, khó khăn lắm thì các bạn sinh viên mới đi hả, xin 1-2 kg gạo để có thể cầm cự qua mùa dịch này. Vậy mà các anh cứ đăng clip rồi hả, thông tin sai sự thật, làm cho cộng đồng mạng cứ ném đá vào các bạn như vậy đó. Còn anh nữa, anh có biết là trước khi mà hả chị Hiền được minh quang thì chị ấy đã chịu biết bao nhiêu gạch đá từ dư luận hay không? Tôi không phản đối việc các anh quay clip, nhưng các anh làm như vậy, làm mà hả cứ đơn phương một chiều, câu view, đăng những thứ sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta như vậy đó. Thì tôi cũng biết lỗi của tôi. Con may mắn lắm mới gặp được thầy. Hồi trước tới giờ thầy không xem cho người lạ,
đây là trường hợp ngoại lệ. Với lại một ngày thầy chỉ xem đúng một lần, xem nhiều thầy sẽ bị tổn hao sinh khí. Dạ, cũng khó khăn lắm con mới tìm được thầy á. Ừ, được thầy coi bói cho con thấy con may mắn lắm. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ thầy, năm nay con 18 tuổi. Ta nói cái này con đừng để bụng nha. Năm nay con sẽ bị te tua. Thiệt hả thầy? Thầy ơi, vậy có cách nào mà giải được không thầy? Thầy giúp con nha thầy. Thầy đã nói rồi, con gặp thầy là may mắn, thầy sẽ giúp con. Vậy con cảm ơn thầy. Con hãy cởi áo ra, thầy sẽ làm phép cho con. Thầy cởi hả thầy? Con hãy uống cái ly nước thánh này đi. Đây là ly nước thầy luyện từ tinh khí của trời đất. Nó sẽ đẩy đi những cái xui xẻo của con và kéo lại những cái may mắn cho con. Uống đi con. Uống đi con. Chị đây em. Chị giúp em với chị ơi. Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói cho chị nghe coi. Dạ, có một cái tên biến thái á, giả danh là thầy bói á, hắn ta lợi dụng và sàm sỡ em á chị. Trước khi mà hắn ta xem bói á, hắn ta cho em uống cái nước gì á mà em không có còn nhận biết gì hết á. Lúc mà em lơ mơ á thì thấy hắn ta định giở trò sàm sỡ em. Em lấy hết sức bình sinh á chạy ra ngoài thì hắn ta mới hỏi dừng lại. Mai là em được người dân cứu giúp. Chị ơi, chị giúp em nha chị. Nhất định phải bắt được hắn. Không thôi là hắn còn hại nhiều người con gái khác nữa chị. Em yên tâm đi, chuyện này chị sẽ xử lý. Bây giờ em liên lạc với hắn ta bằng cái gì? Gửi tin nhắn qua cho chị nha. Dạ dạ dạ, để em gửi số điện thoại của hắn qua cho chị. Có chuyện gì vậy? Có một tên sầm sỡ giả danh thầy bói, định hãm hiếp đời con gái người ta. Cũng may là con bé này chạy kịp. Cái chuyện này là mình phải bóc phốt thôi. Cái vụ này nghe là thấy ngứa tay ngứa chân dữ lắm rồi đó. Alo.
Thì ra là mày chưa uống nước thánh. Nước thánh cái gì? Thuốc mê thì có. Mày tưởng tao ngu hả? Mày. Ở đây chỉ có tao với mày. Mày nhắm mày chống cự lại tao nổi không? Không phải một, mà là hai. Hai đứa hả? Được, tao sẽ lần lượt xử từng đứa một. Mày nghĩ là tụi tao ngu đến nỗi đi một mình hay sao? Tự dâng mạng cho mày hả? Cái hạng người biến thái như mày, mày còn ở ngoài ngày nào thì còn gây nguy hiểm cho những cô gái khác ngày đó. Rồi mày sẽ tự chiêm nghiệm những lỗi lầm mà mày gây ra đằng sau song sắt. Thả nó ra! Thả nó ra! Mày hả đứa mày? Hả? Chào tất cả mọi người. Nếu như mà mọi người yêu thích cặp đôi Bảo Anh, Bảo An thì nhớ đón xem tất cả các tập phim của chị Đại Sài Gòn nha. Like, share và subscribe kênh YouTube chị Đại Sài Gòn. Đừng có quên là nhấn cái chuông để có thể luôn theo dõi những tập phim mới nhất của chị Đại nha. Nếu không là biết tay hai chị Đại đó. Nhớ ủng hộ đôi bạn thân của tụi tôi.